Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình mình trade và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những công cụ mà tôi mang đến cho chúng ta sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta tìm kiếm một cái kênh thu nhập thụ động thật sự. Với phương châm là chúng ta cùng làm giàu thì tôi mong rằng là những cái điều mà tôi làm được thì anh chị em mình sẽ thật sự làm giàu, chứ không phải là càng chơi chúng ta càng mất mát anh em ha. Ok, thì bây giờ hôm nay xin được quay trở lại và mong rằng là lần này sẽ mạnh mẽ hơn các lần trước anh em ha. Thì trong cái clip này thì xin nói rõ hơn về cái nhóm báo tín hiệu mà tôi đã ấp ủ rất lâu rồi. Thì một thời gian rất dài thì tôi đã đi tìm kiếm công cụ các kiểu các thể loại, thì hôm nay xin được nói rõ hơn về cái nội dung ngày hôm nay, tập trung vào ngày hôm nay anh em ha. Thì ngày hôm nay tôi xin nói anh em mình cái nhóm Telegram. Ok anh em ha. Thì đây là cái nhóm Telegram mà mình đã vũ làm rất nhiều lần rồi. Đó. Thì hôm nay mình xin nói rõ về cách sử dụng của nó, rất là đơn giản. Thì sau này mình sẽ cũng ấp ủ ra những cái nhóm Telegram xịn sò hơn nữa, có những tín hiệu ngon lành hơn nữa, tập trung hơn nữa. Thì đây là một cái trong những nhóm mà tôi đưa ra để cho anh chị em mình có thể xem cách hiệu quả của nó, xem cái hoạt động. Thì cái việc báo Telegram nè, nó hoạt động dựa vào những con robot của mình. Con robot của mình đang chơi anh chị em ha, nó đang chơi những con robot đó. Đây là robot nó chơi và nó chơi lên tài khoản thật luôn anh em ha. Nó chơi lên tài khoản thật luôn, và khi nó có lệnh thì nó sẽ báo về Telegram cho chúng ta. Đó. Nó báo về Telegram cho chúng ta và đóng lệnh nó cũng báo về Telegram cho chúng ta. Thì cách sử dụng của nó như thế nào thì đây mình nói đơn giản. Nếu như mà nó báo là open thì có nghĩa là đang mở lệnh, và đây là cái ticket mà nó ghi nhận. Thì anh em mình sau này cứ tập trung vào cái ticket này anh em ha. Đó, tập trung vào cái ticket này. Thì cái ticket này nè, anh em mình có thể là đây chính là cái định vị của cái lệnh đó sau này. Và đây là cặp tiền, và đây là cái giờ mở lệnh anh em ha. Đây là giờ mở lệnh, và cái loại lệnh của nó là lệnh nào, lệnh chờ hay là lệnh buy limit hay là lệnh gì đó, nó sẽ có thể hiện cái màu đây cho chúng ta hình dung. Đó, màu xanh màu đỏ thì là buy sell anh em ha. Đó, còn màu mấy cái màu khác này là màu buy limit sell stop gì đó, anh em một thời gian anh em mình sẽ quen. Và đây là cái giá vào lệnh của nó. Thì ví dụ như giá limit á, thì nó có sẵn thì chúng ta ok rồi. Nhưng mà nếu mà lệnh buy thực tế á, buy trực tiếp luôn. Trên này để coi mình coi có cái lệnh buy trực tiếp nào, con boss nó vào không. Đây nó có một cái lệnh vàng buy trực tiếp. Ở đây cũng sell limit luôn. À, lệnh sell limit này nó khớp rồi anh em nhé, khớp rồi. Và đang chạy hình như cũng đã có lời anh em ha. Đó. Rồi. Đó, và ở đây nó cũng có một lệnh buy limit. Quay lại cái lệnh vàng sell để nói chuyện dễ anh em ha. Đó. Nó sẽ vào đó loại lệnh đá vào lệnh nè, rồi SL cho chúng ta anh em ha. Đó, SL cho chúng ta luôn. Nó có SL rõ ràng, một SL thôi. Đó, SL giá tại giá bao nhiêu, và nó tính ra boy. Thì cái boy này nó tương đương với bid của một vài sàn, ví dụ như Snet á, thì cái boy này chính là cái bid của cái Snet đó này. Đó. Thì do Snet của mình nó có ba con số phía sau á, cho nên là mình đang chơi cái sàn khác, một cái sàn mà nó không có, nó chỉ có hai con số thôi. Thì đa số các sàn đều có hai chữ số phía sau đối với cặp vàng, cho nên là mình sẽ tính ra boy luôn, nó sẽ tương đương với bid bên Snet. Đó. Thì ví dụ như là nó ghi ở đây là 600 boy, nếu mà mình thắng được á, mình TP được là 600 boy là tương đương với chúng ta lời 6 giá anh em ạ, 6 giá vàng. Đó, ok anh em ạ. Thì đây là cái điểm entry rồi SL TP, loại lệnh và giờ vào lệnh và cái định vị tích kịch của nó anh em ạ. Cái sau này anh em mình nhìn vào cái tích kịch này, hoặc là nhìn vào cái giờ vào lệnh, hoặc là nhìn vào cái giá, đây là ba cái định vị mà chúng ta sẽ biết lệnh ở đâu anh em ạ. Đó. Rồi, xuống đây tôi có cho một ví dụ. Thì cái ví dụ này là tương ứng với cái tài khoản mà tôi đang chơi anh em ạ. Đây là một cái thông tin và cái ứng dụng. Ví dụ tỷ lệ RR thì con robot nó sẽ tự tính. Ví dụ trên đây là nó cho chúng ta là âm 400 và 600, à và suy ra nó là tỷ lệ RR là 1.5, và nó tính trên tỷ lệ thua lỗ. Thua lỗ trên 10.000 là thua. Nếu có thua thì chúng ta sẽ thua là âm 0.4% anh em ạ. Đó, âm 0.4%. Và loss nó chơi là 0.1. Đó, hiện tại cái loss này đang chơi là 0.1. Với equity là MT tôi mặc định của nó là 10.000 để anh em mình dễ tính toán sau này hơn. Và cái lợi nhuận kỳ vọng của nó nếu thắng sẽ được 60 đô và nếu thua sẽ mất 40 đô. Đó, nó ghi rất rõ ràng anh em ha. Đó, tôi cho anh em những cái ví dụ rất rõ ràng, và đây cũng là thực tế nó đang chơi luôn anh em ha. Đó, đang thực tế đang chơi luôn. Rồi thế thôi, đây là nội dung mà cái clip này mình muốn gửi đến anh chị em mình. Nhân tiện thì trong clip này mình cũng nói rõ luôn là con robot của mình nó đang chơi trên tài khoản của mình. Đó nha. Nó trên tài khoản của mình, mà trên tài khoản của mình thì nói thiệt với anh em là đang toan rất nặng anh em nhé. Đấy,
Đó, đây đây hai mấy ngàn đô đây, nhưng mà nè, âm lòi bản hồng và equity đang có 11.000 anh em ha. Đó, đây là tài khoản real luôn nha anh em. Đó, đang có 11.000. Nói chung là mình toàn rất nhiều loại tài khoản giống vậy. Đợt chiến tranh vừa rồi là tay tua lắm, mình buông luôn á, buông. Nói chung là cố gắng cỡ nào thì cũng cũng không thể không có đủ tiền để gồng. Đó, rất là xin lỗi những anh em nha, đầu tư quỹ vào sau. Những anh em là vào trước cái đây nửa năm rưỡi trở lên đều hòa vốn hoặc là lời ít nhất cũng phải gấp, ít nhất cũng là 40-50% trên cái gốc rồi, cộng thêm lời nữa rồi. À, còn những em mới vào năm vừa rồi, mới vào tháng 12, tháng 10 vừa rồi là bị dính liên tục luôn. Thì nói chung trong thời gian vừa qua mình cũng vô cùng áp lực, vì khi mà rơi vào tình trạng cũng bị âm như này đây, rất nhiều khoản như này và nhiều tài khoản cũng đã đi về với ông bà ông vợ anh em ạ. Đó thì mình nói điều này để làm gì? Tại vì mình không còn tài khoản nữa, mình chỉ có tài khoản này cho nó chạy. Chính vì vậy cho nên là ngoài những lệnh mới vào thì nó sẽ báo đây cái lệnh limit mà hồi nãy EU đây. Đó, mình sẽ quay lại Telegram EU này, con bó nó vào thì nó sẽ báo bên đây. Anh em ha. Đó, nó sẽ báo bên đây. Đây EU đây. Đó. EU đây anh em ha. Đấy, đây chính là cái lệnh EU đó. Đó, nó báo rất là trung thực nha. Anh em nha. Đấy. Rồi, và nó vào 0.11. Đó, nhưng mà nó tính lên 0.10 thì nó vào 0.1 thôi, do cái này hơn. Cái này là 11.000 cho nên nó vào 0.11. Đó, 11 equity tính equity anh em. Rồi ok ha. Thì điều này để mình gửi đến anh em là lời xin lỗi, có nghĩa là trong quá trình nó chạy sẽ có những lệnh mà trong con bot cũ á, nó đang đánh và nó sẽ chốt lệnh. Và khi nó chốt lệnh thì nó cũng sẽ báo cho chúng ta là nó cũng sẽ báo cho chúng ta là đóng lệnh. Tuy nhiên có những lệnh đóng lệnh là magic khác, thì là do magic cũ của những con robot xa xưa nó đóng. Thì mong anh em mình tha thứ nếu gặp những cái lệnh như vậy, tức là những cái lệnh đã chưa được báo mà lại đóng, thì cũng mong anh em mình hãy tha thứ đoạn đó thôi. Chứ còn lại là đa số là lệnh nào báo thì nó lệnh nào vào thì nó báo, và đóng thì nó hiển nhiên là nó cũng báo luôn. Đó, mình chỉ nói trước là có những lệnh này nè, có những lệnh này nè. Đó, giả sử đi nhá, mình giả sử mình đóng cái lệnh buy vàng này đi. Buy vàng này đi, một con boss khả năng đánh, ví dụ vậy ha. Mình đóng nè. Mình đóng cái nha. Đó. Mặc dù cái lệnh buy này là mình hoàn toàn là chưa chưa có báo lên nha anh em nhé, nhưng mà nó sẽ báo cái lệnh đóng cho chúng ta. Đó, nó sẽ báo ở Telegram. Đó, nó báo ở Telegram là đóng nè. Đó, đóng lệnh anh em nha. Cho nên mình rất xin lỗi anh em là do mình đang chạy trên cái tài khoản đang chạy của mình. Thật sự là mình đã toan rất nặng cho nên là không còn tài khoản nào khác, thôi mình để đúng tài khoản nó chạy luôn anh em ha. Đó, cho nên là có những lệnh nó sẽ đóng ở có đóng nhưng mà hoàn toàn chưa có mở mà thấy đóng, em tưởng mình đang gian, nhưng mà nó là tài khoản cũ, nó là những con robot cũ đang chạy anh em ha. Nó báo đóng như này đây, và nó báo lời giống ta nè. Đó, nó báo lời nè. Đó. Đấy, nó khuyến mãi là nó khuyến cáo là có chơi thì chơi số 1 tính trên equity anh em ha. Đó, nó lời từng này boy và bit kiểu đó vậy anh em ha. Thì đây là cái mà mình xin gửi đến clip, cũng nhân nhân tiện đây mình cũng xin lỗi trước cái vụ đó. Nhưng mà xong hết cái đợt lệnh đó thì ok thôi. Còn anh em mình cứ quan tâm là quan tâm cái ticket này, đúng cái ticket mình làm mình chơi, còn những cái giá, còn cái lệnh nào mà đóng của cái giờ trước thì bỏ qua anh em ha. Đó thì nhân tiện mình cũng nói luôn, để nói luôn anh em biết luôn là khi đóng lệnh thì nó sẽ có cái cuốn sách đóng nè. Nó có biểu tượng là cuốn sách đóng, là đóng lệnh và biểu tượng luôn và giờ đóng lệnh của nó anh em nhé. Đó, và tích kịch của nó, nếu anh em mình thấy tích kịch này lạ quá thì nó không phải là tích kịch mà báo ngày hôm đó anh em ha. Đó, và nó đóng cái lệnh buy và giá đóng lệnh của nó là như thế này. Đó, cái lệnh buy mình là 1722 từ cái đời nào, là từ lâu lắm rồi anh em ha. Đó, từ lâu lắm rồi. Đó thì đây thì cái ticket này là hiện tại trong đây chưa có lệnh báo báo bay nhưng lại có lệnh đóng, thì anh em mình hiểu đó là của robot cũ nha, anh em mình thông cảm cho mình điều đấy. Rồi ok, thì xuống đây nó báo cho chúng ta một cái ví dụ, đó là cái ví dụ thằng này nếu mà chúng ta chơi được là 0.01 thì chúng ta sẽ lời là 0.44% trên cái equity này, nếu mà chúng ta book loss 0.01 anh em ha. Đó, book loss 0.01 đó. Thì cách chơi của nó là như vậy, cách tính của nó là như vậy luôn. Ở dưới đây nó sẽ báo tiền nếu như nó có tiền anh em nhá, nếu nó báo là bao nhiêu tiền ở đây đó, đó bao nhiêu tiền tiền dương ở đây, sẽ báo tiền rõ ràng đó, anh em ha. Nhưng mà do đây là lệnh cũ rồi cho nên nó không tính lệnh cũ nữa. Ok, thì đây là cái nhóm Telegram,
nó sẽ báo vài cặp tiền và cặp vàng chủ yếu là như vậy. Đó, để anh em mình hiểu luôn cái cách hoạt động của nó anh em nhé. Ok thì clip đến đây của mình đến đây là hết, mình chỉ nói rõ như vậy để anh em mình vận dụng. Nhưng mà trước khi kết thúc clip này thì mình cũng nói anh em một cái chia sẻ như sau nhé. Tức là ví dụ đi, mình nói ví dụ vàng đi, ví dụ vàng anh em ha, mình báo lên cho chúng ta lệnh sell limit ở cái giá này 1765 ở cái giờ này, và anh em mình để ý nhé, đây là giờ của MT4 anh em nhé. Mình nãy giờ mình quên nói cái vụ này, tất cả cái giờ của mình làm là giờ của MT4, mà giờ của MT4 này thì nó sẽ cắt với cái giờ của mình 4 tiếng anh em nhé. Ví dụ mình coi cái giờ đóng lệnh hồi nãy mới đóng nè, là 11 giờ đúng không anh em, 11 giờ 43 phút, và bây giờ mình đang làm clip là lúc bây giờ đang là 11 giờ, mình đang làm là 15 giờ 43 phút luôn đó. Chính vậy cho nên là chúng ta thấy cách 4 tiếng nha, cách 4 tiếng so với giờ Việt Nam mình nha anh em đó. Anh em mình cách 4 tiếng so với giờ Việt Nam mình, anh em cứ nhớ cộng lên 4 tiếng thôi, cộng lên 4 tiếng chính là giờ Việt Nam của chúng ta anh em ha. Đó thì đó là cái mà mình để cái giờ luôn đó. Nói lại đây là giờ đóng lệnh nha, ở cái cờ lâu á, ở cái biểu tượng mà cuốn sách đóng rồi nè thì gọi là đóng lệnh á, thì gọi là đóng lệnh nha, đó là giờ đóng lệnh. Còn ở mở thì là giờ mở lệnh, đây open đây cũng sách mở thì gọi là mở lệnh, đây là giờ thời gian mở lệnh luôn. Thì nếu chúng ta thấy cái thời gian mở lệnh này nè gần với giờ chúng ta, ví dụ như tôi nói đây là 10 giờ 37 phút, và từ cái lúc 10 giờ 37 phút nè giá nó chưa tới đây đó, anh em mình hoàn toàn có thể đặt lệnh. Hoặc là ví dụ như giá đã khớp thằng này rồi mà mình bị âm, cái lệnh này âm thì chúng ta hoàn toàn có thể nhảy vô anh em mình hiểu không? Tính từ cái giờ này của MT4 nha, tức là chúng ta sẽ canh làm sao mà cái mốc thời điểm chúng ta vào khi cái lệnh này chưa đóng mà chúng ta có lợi hơn thì chúng ta làm. Đó, ví dụ như đây nhá. Đó, đang là 1765. Anh em ha, 1765 lúc 9 cộng 4 lên là 13 giờ. Lúc 1 giờ 54 phút là robot nó báo. Anh em ha, lúc 1 giờ á, 13 giờ là 1 giờ. Lúc 1 giờ gần 2 giờ chiều mình á là nó báo cho chúng ta một cái lệnh sell limit đúng không? Và chúng ta canh cái giờ đó, mà nếu như chúng ta đang giả sử đi, giả sử lúc đó tự nhiên đang là giá 1766, tức là ông nội này đang sell lỗ anh em mình hiểu không, ông nội đang sell lỗ thì chúng ta nhảy vào sell, và SL chúng ta vẫn có thể lấy cái này, hoặc chúng ta ăn gian thêm chút nữa để cho nó an toàn hơn. Ví dụ như ở đây là 69 thì mình làm là 69,5 chẳng hạn vậy, để chúng ta lỡ có cấn ông nội này mà mình chưa cấn mà nó xuống luôn thì lại ngon đúng không anh em. Anh em mình hình dung như vậy đó, tức là chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra được hoặc là chúng ta có thể lợi dụng được cái giá tốt hơn con robot nó báo anh em ha. Ok nha, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Mong anh chị em mình, anh em nào lần đầu tiên mà ghé đến kênh thì xin hãy đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông bên cạnh anh em ha. Hoặc anh em mình quét Zalo hoặc là quét quét QR của Telegram, Facebook gì mình có để trên góc này anh em ha. Đó. Rồi thì anh em mình có thể quét và link vào các nhóm đó để chúng ta có thể theo dõi thông tin hoặc là bất kỳ một cái kèo nào, ví dụ như mình có hội thảo chia sẻ hay là mình có một cái chia sẻ kinh nghiệm này kia thì mình cũng có thể đưa lên nhóm để cho anh em mình biết hơn, đặc biệt là những anh em cộng đồng. Đến 18,8 ngàn người đăng ký mà trong nhóm mình mới có ngàn mấy, là có nghĩa là rất nhiều anh em xem mà không vào được nhóm. Anh em ha, thì bây giờ mình để cái mã QR lên đây, mình sẽ tranh thủ nhờ nhờ cái bạn partner của mình làm cái QR này để chúng ta quét vào cho nó dễ anh em ha. Rồi ok, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Bye bye anh chị em mình. Chúc anh chị em mình một tuần trai thành công, và cũng là đầu tháng trai thành công anh em nhé. Bye bye.